Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi tin mới. Thưa quý vị và các bạn, trong tin tức đập tam hiệp hôm nay, tin mới xin tiếp tục chuyển đến quý vị khán giả những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, đặc biệt là về thực hư những đồn đoán về việc đập tam hiệp biến dạng có nguy cơ bị vỡ. Qua phát ngôn của đại diện đơn vị chủ quản của đập thủy điện lớn nhất thế giới này, trước khi đi vào nội dung chi tiết thì xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin tức chính ngay sau đây. Công ty vận hành lên tiếng về thực hư đập Tam Hiệp biến dạng có nguy cơ bị vỡ. Đập Tam Hiệp sắp thoát nạn trăm năm có một. Trung Quốc nâng ứng phó khẩn cấp với lũ sông Hoài Hà lên mức cao nhất. Trận lũ số 2 xuất hiện trên sông Hoàng Hà. Chuyên gia cảnh báo giai đoạn nguy hiểm nhất của đợt lũ tại Trung Quốc. Trung Quốc cần ứng phó với mưa lũ thế nào? Thưa quý vị, trong khi truyền thông Trung Quốc khẳng định rằng đập Tam Hiệp đã góp phần giảm thiểu sức mạnh của dòng nước lũ, thì có nhiều ý kiến lại cho rằng con đập này khiến cho tình hình lũ lụt thêm tồi tệ. Thậm chí nhiều người còn nói rằng đập Tam Hiệp biến dạng hoặc là có nguy cơ bị vỡ. Mới đây thì trên tờ Hoàn Cầu Thời báo đã dẫn cuộc phỏng vấn với đại diện của Tập đoàn Quốc doanh Tam Hiệp, đơn vị chủ quản của đập Tam Hiệp lên tiếng về những đồn đoán và thắc mắc xung quanh con đập gây tranh cãi này. Đại diện Tập đoàn Tam Hiệp khẳng định rằng trong trận mưa lũ năm nay, nếu không có đập Tam Hiệp, mực nước tại các khu vực Thành Lãng Kỳ và Hồ Khẩu, cống thoát nước của Hồ Bà Dương sẽ vượt qua ngưỡng an toàn. Trạm thủy văn Hàn Khẩu tại Vũ Hán cũng sẽ ghi nhận mực nước cao hơn. Trong trường hợp này, khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử sẽ phải đối mặt với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng nhiều hơn. Trả lời về việc có một số ý kiến cho rằng việc đập Tam Hiệp xả lũ ồ ạt đã khiến tình trạng lũ lụt trên vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử thêm trầm trọng. Đơn vị này cho biết xả lũ là một biện pháp giúp hồ chứa nước kiểm soát lượng nước chảy ra thông qua các phương tiện xả lũ. Thông thường, hồ chứa nước sẽ xả bớt nước ra ngoài thông qua các tổ máy bơm. Khi khối lượng nước vượt quá khả năng của các tổ máy này thì hồ chứa mới áp dụng các kênh xả lũ. Tuy nhiên, xả lũ không có nghĩa là hồ chứa nước không có chức năng phòng chống lũ. Ví dụ, vừa qua hồ chứa của đập Tam Hiệp đã đón dòng nước có lưu lượng là 53.000 mét khối trên giây và lượng nước chảy ra khi xả lũ là 35.000 mét khối trên giây. Như vậy, đập Tam Hiệp đã giúp giảm thiểu áp lực của dòng nước cho các vùng ở khu vực Trung và Hạ Lưu Sông, trong đó bao gồm Hồ Bà Dương. Nhiệm vụ phòng chống lũ của dự án Tam Hiệp chủ yếu dựa vào khu vực Tĩnh Giang, Thành Lăng Kỳ và cống xả lũ của Hồ Động Đình. Với dung tích hồ chứa nước lũ là 22 tỷ mét khối, hệ thống này được thiết kế để ngăn lũ lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử và đập Tam Hiệp, góp phần đáng kể trong việc ngăn chặn tình trạng này vượt khỏi tầm kiểm soát. Đại diện Tập đoàn Tam Hiệp khẳng định nếu lũ lụt xảy ra do mưa lớn ở vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, các thành phố phụ cận sẽ phải chủ yếu dựa vào các công trình cầu, cống thoát lũ của chính họ. Tuy nhiên, trong tình huống này, đập Tam Hiệp vẫn có thể đóng góp bằng cách trữ lại và ngăn bớt dòng nước lũ để giảm bớt áp lực cho các tỉnh thành lân cận. Liên quan đến một số tin đồn rằng đập Tam Hiệp bị biến dạng hoặc thậm chí là có nguy cơ bị vỡ, đại diện tập đoàn này cho hay, đập Tam Hiệp đang được vận hành một cách an toàn và tình trạng của nó vẫn tốt. Trong vài năm qua, không hề có chuyện đập Tam Hiệp bị biến dạng. Vấn đề thấm nước, lực thấm, áp lực nước, các trận động đất, các yếu tố về thủy lực và động lực học. Ngoài các công nghệ và thiết bị giám sát tiên tiến, các nhân viên kỹ thuật cũng đích thân tiến hành kiểm tra tình trạng của con đập. Các công trình và nền móng của đập Tam Hiệp đều bình thường, an toàn và chắc chắn. Ngoài ra, đơn vị này cũng nhấn mạnh, ngoài chức năng kiểm soát lũ, sản xuất điện năng và điều hướng nước, một nhiệm vụ quan trọng khác của hồ chứa nước đập Tam Hiệp là trở thành nơi dự trữ chiến lược của các nguồn tài nguyên nước ngọt.
dự án đập Tam Hiệp có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phục hồi môi trường sinh thái trên sông Dương Tử. Cụ thể, dự án đập Tam Hiệp có thể bổ sung nước cho vùng hạ lưu sông. Kể từ năm 2003, hồ chứa của đập Tam Hiệp đã bổ sung khoảng 29 tỷ mét khối nước cho vùng hạ lưu sông Dương Tử. Dự án này cũng cung cấp điều kiện tốt nhất để các loài cá và động vật hoang dã sinh sống và sinh sản bằng cách điều chỉnh và kiểm soát lượng nước được xả ra. Dự án Tam Hiệp cũng có thể tiến hành kiểm soát khẩn cấp khi xảy ra những sự cố ảnh hưởng tới chất lượng nước và khủng hoảng hàng hải xảy ra. Ví dụ, vào tháng 2 năm 2014, hồ chứa của đập Tam Hiệp đã mở thêm cửa xả để tăng lượng nước chảy xuống vùng hạ lưu sông, hạn chế tác động của tình trạng xâm nhập mặn tại cửa sông Dương Tử ở Thượng Hải. Theo dự báo mới nhất của cơ quan chức năng Trung Quốc, thì tình trạng mưa xối xả dự kiến sẽ kết thúc vào giữa tuần này. Giải phóng đập Tam Hiệp khỏi sức ép do lũ lụt trên sông Dương Tử gây ra trong những ngày qua, tạp chí Forbes dẫn lời Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, từ ngày thứ hai đến ngày thứ tư, những trận mưa lớn hơn sẽ làm tăng nguy cơ lũ lụt trên các con sông nối với đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, dự báo trận mưa nặng hạt nhất hoặc mưa xối xả sẽ kết thúc vào giữa tuần. Trận lũ tồi tệ trên sông Dương Tử hồi đầu tháng này được chính phủ Trung Quốc gọi là trăm năm có một, khiến đập Tam Hiệp trở thành tâm điểm chú ý. Các thành phố ở miền Trung Trung Quốc dọc sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, đã bị ngập lụt trong tuần qua do mưa lớn. Đây là trận lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 1998, làm hơn 400 nhánh sông Dương Tử tràn bờ, gần 200 người chết và thiệt hại ước tính khoảng 86,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 12 tỷ đô la Mỹ. Tuần trước, đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả sau khi mực nước phía sau dâng cao hơn 15 mét so với cảnh báo lũ. Đến cuối ngày Chủ nhật, trong lúc đón đợt lũ thứ hai trên sông Dương Tử tràn về, đập Tam Hiệp đã mở tổng cộng 7 cửa xả. Một đỉnh lũ khác dự kiến đổ lên đập Tam Hiệp vào ngày thứ ba. Ngày Chủ nhật, binh sĩ và công nhân nước này đã được huy động để vá vết nứt dài hơn 180 mét trên đê Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Vào hôm thứ hai vừa qua, Ủy ban Sông Hoài Hà thuộc Bộ Thủy lợi của Trung Quốc đã tuyên bố mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở lưu vực con sông này lên cấp 1, mức cao nhất trong hệ thống ứng phó gồm 4 cấp. Do tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, ủy ban trên cho biết vào lúc 6 giờ 36 phút sáng ngày thứ hai theo giờ địa phương, mực nước sông Hoài Hà đo được tại trạm thủy văn Gia Bá đã tăng lên 29,66 m, vượt mức an toàn vốn chỉ là 29,3 m. Với chiều dài là 1.000 km, sông Hoài Hà lớn thứ ba ở Trung Quốc sau sông Dương Tử và sông Hoàng Hà và chạy theo hướng từ Tây sang Đông. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cảnh báo sông Hoài Hà đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt ngày càng gia tăng khi mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục trút xuống khu vực này trong 3 ngày tới. Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia NSC Trung Quốc dự báo kể từ ngày thứ hai, mưa lớn tại vùng Trung và lưu sông Dương Tử sẽ giảm dần, sau đó chấm dứt hiện tượng này. Trái lại, miền Bắc Trung Quốc bắt đầu bước vào mùa lũ, mưa lớn sẽ gia tăng ở vùng Đông Bắc, Hoa Bắc và lượng mưa đo được ở một số khu vực tại hai vùng này vào khoảng 30-60mm, cá biệt một số nơi có thể lên đến 80mm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng dự báo từ ngày thứ ba đến ngày thứ năm, vành đai mưa chính ảnh hưởng đến Trung Quốc sẽ dịch chuyển dần lên phía Bắc và hoàn lưu mưa chính sẽ tập trung từ phía Đông, khu vực Tây Nam đến vùng Hoàng Hoài, vùng hạ lưu sông Hoàng Hà và vùng phía Bắc sông Hoài và Giang Hoài, khu vực tỉnh Giang Tô và một phần tỉnh An Huy. Trong 10 ngày tới, vành đai mưa chính ảnh hưởng đến Trung Quốc nằm ở phía Đông khu vực Tây Nam, phía Đông Nam khu vực Tây Bắc, Hoa Bắc, Đông Bắc và Hoàng Hoài. Theo Ban Quản lý ứng phó khẩn cấp, đoàn kiểm tra thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão hạn hán quốc gia đã đến tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang để kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt hạn hán ở khu vực Đông Bắc. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra các đê, kè và hồ chứa quan trọng ở các tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang, cũng như việc chuẩn bị lực lượng vật tư chống lũ và cứu trợ thiên tai. Ủy ban Bảo tồn nguồn nước sông Hoàng Hà vừa đưa ra mức cảnh báo xanh dương tại thượng du sông Hoàng Hà do mưa lớn khiến mực nước tại các con sông và hồ chứa dâng cao. Hoàng Hà là con sông lớn thứ hai tại Trung Quốc sau sông Trường Giang. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin,
do ảnh hưởng của mưa lũ, dòng chảy của sông Hoàng Hà tiếp tục tăng mạnh. Theo số liệu của trạm Thủy văn Lan Châu, lưu lượng nước tại khúc sông chảy qua trạm đã đạt tới 3.000 mét khối trên giây vào ngày hôm qua. Ủy ban này cũng đã ra cảnh báo màu xanh về lũ đối với khu vực thượng du sông Hoàng Hà, đồng thời khởi động cơ chế phản ứng khẩn cấp phòng chống lũ lụt hạn hán cấp độ 4 đối với khu vực thượng du sông. Theo dự báo, trong những ngày tới, mưa lớn sẽ khiến mực nước trên sông Hoàng Hà tiếp tục dâng cao, trong đó mực nước tại hồ chứa như Long Dương Hiệp, Lưu Gia Hiệp sẽ gần chạm tới mức giới hạn lũ. Khu vực Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ và Nội Mông cũng có thể chịu ảnh hưởng từ hiện tượng này. Ủy ban bảo tồn nguồn nước sông Hoàng Hà đã thông báo đến các tỉnh này để tập trung theo dõi các diễn biến cụ thể trong thời gian tới, tăng cường giám sát và làm tốt công tác phòng chống lũ. Trung Quốc đang phải gồng mình đối phó với trận lũ lịch sử, có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với hàng trăm triệu người sống ở tỉnh thành phía nam của nước này. Và theo cảnh báo đến từ các chuyên gia, thì giai đoạn nguy hiểm nhất của đợt lũ này ở Trung Quốc có thể diễn ra vào cuối tháng này và đầu tháng tới. Mực nước của 433 con sông đã đạt đến ngưỡng nguy hiểm kể từ đầu tháng trước. Trong số này có 33 con sông đã đạt mức nước cao kỷ lục. Tính đến giữa tháng này, gần 38 triệu người dân ở 27 tỉnh thành của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng, 141 người thiệt mạng hoặc mất tích. Trung Quốc thường xuyên phải hứng chịu những trận lũ lụt nghiêm trọng trong suốt chiều dài lịch sử. Trong số 10 trận lũ lụt lớn nhất trên thế giới suốt 100 năm qua, có 7 trận ở Trung Quốc, bao gồm 5 trận lũ xảy ra ở sông Dương Tử vào các năm 1911, 1931, 1935, 1954, 1998 và 2 trận lũ lớn trên sông Hoàng Hà vào năm 1887 và 1938. Đợt lũ lụt mới nhất này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng chưa từng có. Chỉ trong vòng một tuần qua, 4 thành phố bao gồm Kinh Châu, Hàm Ninh ở tỉnh Hồ Bắc, Nam Xương và Thượng Hải ở tỉnh Giang Tây phải ban bố mức cảnh báo cao nhất tại tỉnh Giang Tây. 5,5 triệu người đã bị ảnh hưởng, gần 500.000 người phải sơ tán kể từ ngày thứ hai tuần trước. Các chuyên gia cho rằng giai đoạn nguy hiểm nhất có thể sắp diễn ra. Kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy lũ lụt nghiêm trọng nhất thường xảy ra vào cuối tháng này đến giữa tháng tới. Trận lụt mới gần như đạt đến quy mô của trận lụt lịch sử ở khu vực Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dương Tử vào năm 1998. Mực nước ở Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, tăng 22,6 m vào ngày thứ Hai, mực nước cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Trong khi đó, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã đạt 164,18 m, mức cao kỷ lục trong suốt mùa lũ kể từ lúc con đập này được xây dựng. Cơ quan Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc cho biết hơn 500 di tích, trong đó có nhiều cây cầu cổ, tường thành và các tòa nhà lịch sử ở 11 tỉnh thành đã bị hư hại nghiêm trọng. Thưa quý vị, trước nhiều diễn biến mưa lũ đáng lo ngại và kéo dài, thì các nhà phân tích cho rằng cùng với việc tăng cường hoạt động nhân đạo và cứu trợ thiên tai, thì Trung Quốc đã phải đẩy nhanh kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững để giảm thiểu ảnh hưởng của lũ lụt. Kế hoạch này cũng cần phải kết hợp với các hệ thống cảnh báo sớm và hệ thống sơ tán hiệu quả khi thảm họa xảy ra. Trung Quốc cần ứng phó như thế nào? Trước nhiều diễn biến mưa lũ đáng lo ngại và kéo dài, các nhà phân tích cho rằng cùng với việc tăng cường hoạt động nhân đạo và cứu trợ thiên tai, Trung Quốc phải đẩy nhanh kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững để giảm thiểu ảnh hưởng của lũ lụt. Kế hoạch này cũng cần phải kết hợp với các hệ thống cảnh báo sớm và hệ thống sơ tán hiệu quả khi thảm họa xảy ra. Trong những năm qua, Trung Quốc đã đầu tư nhiều vào các công trình quan trọng để theo dõi những diễn biến tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, mức độ dễ tổn thương của các khu vực này và các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Việc sử dụng lượng lớn dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong dự báo thời tiết, theo dõi và cảnh báo lũ lụt đã giúp giới chức Trung Quốc cảnh báo cho chính quyền địa phương về nguy cơ lũ lụt sớm hơn. Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới trong việc thực hiện chương trình thành phố bọt biển và quản lý thảm họa lũ lụt. Chương trình thành phố bọt biển của Trung Quốc hiện nay có sự tham gia của 30 thành phố, trong đó có Thượng Hải, Vũ Hán và Hạ Môn. Những thành phố này sử dụng các vật liệu thấm nước, thảm thực vật thiên nhiên, không gian rộng để lưu trữ và thoát nước mưa. Ước tính đến cuối năm nay, các thành phố nằm trong chương trình có thể hấp thụ ít nhất 70% lượng nước mưa. Chúng đóng vai trò là trụ cột chính trong quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, một vấn đề lớn mà Trung Quốc cũng như phần còn lại của thế giới phải đối mặt là làm thế nào để xác định cường độ và thời gian tình trạng lũ lụt cực đoan có thể xảy ra do biến đổi khí hậu.
Việc thiếu kiến thức về cách tính cường độ chính xác của các trận lũ lụt có thể dẫn đến việc ban bố tình trạng khẩn cấp mà nhiều thành phố ở Trung Quốc là ví dụ điển hình. Theo các chuyên gia, đã đến lúc các thành phố lớn của Trung Quốc và trên toàn thế giới bắt đầu thực hiện kế hoạch bảo vệ người dân khỏi những đợt lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra trong những thập kỷ tới bằng cách củng cố cơ sở hạ tầng kết hợp với mô hình tăng trưởng xanh. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình ở khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!